cây bị rớt xuống. Ôi trời mẹ ơi. 10 ngón cái 10 thước. Cây có 3 mét à? Cao 3 mét. Chết rồi, 3 mét là xin chết. Mày 3 mét tôi bước lên đây mà rớt xuống. À, rồi bị bao té bao lâu rồi? Nay 4 năm rồi. 4 năm rồi. Nó bị vẹo cái xương sống. Ờ đất ơi. Rồi 4 năm rồi sao vậy, ai làm gì được? Không có làm gì được hết. Chỉ có nằm lá lốt với muối thôi. Ồ vậy à. Rồi 4 năm nay cứ nằm lá lốt vậy đó. Dạ. Mà hiện nay cái khó chịu nhất là gì? Cái khó chịu nhất là ngồi lâu nó bị tê tê. Ờ à, nhưng mà hồi té té sao té? Cái mông xuống. Té ngồi xuống. Ngồi xuống. Ở trên cây cái cành cây nó gãy cái ngồi xuống đó. Bà bẻ gì đó? Bà bẻ gì vậy? Nên ăn chơi vậy đó. Leo chơi à, má ơi. Nhà quê đâu lận? Quê ở Bình Long á. Bình Long á. Ở à, Bình Long lên ngồi về nhúng nhúng gió trời vậy đó. Cho nó mát. Má ơi. Bà này bà gan ghê á. Ngồi hứng gió rớt cái đồ đuổi xuống. Trời đất ơi. Bây giờ bà đi đứng đi coi sao. Trời đất ơi. Má ơi con nghe. Trời ơi. Đi vậy nè. Chứ đâu có chạy gì nổi phải không? Dạ, ngồi xuống cũng được. Ngồi xuống thử coi, ngồi được cái nhiêu. Đó, tới đó thôi. Dạ, à. Nó bé. À. Mà bé xuống rồi đó, thì có người kéo lên mới lên. Ôi đất ơi. Ông ơi. Này là thiên tài luôn đó. Má ơi. Tại con trẻ lúc năm 7 mấy tuổi mà đi đồng Phong Nha rồi mới đường ồ, đồng phun nha nha. Đứng về đi, động thiên đường rồi nha. Rồi, đứng về đi. Rồi quay cái này ra sao. Này đưa lên. Ấp ấp, rồi tới tay này. Rồi xong luôn. Bây giờ nó bị xưng ngay. Sao xưng vậy? Tự nhiên nó xưng. Thôi đó coi, xưng rồi. Xưng khớp rồi. Biến dạng luôn rồi. Ba bị khớp luôn rồi. Rồi, cho làm cái dây này đi người khác. Chút xíu. Ở nhà làm gì? Chân công. Giờ làm gì còn mãi. Nhà đâu làm? À, rồi được. Giờ làm điền. Phải, bà là chủ đồn điền sầu riêng. Ở ngoài chơi không? Chỗ chữ không? Ngồi dậy đi, ngồi dậy. Ngồi dậy đi, ôi trời ơi. Rồi quay qua đây. Bây giờ bà không biết ngồi vừa quay chỗ nào nữa. Rồi, đứng đây. Bây giờ nghe sao rồi? Nghe nghe lạ ha. Đi trì xuống bây giờ hết việc chưa? Nhẹ rồi đúng không? Đau chướng mà nhẹ. Ừ. Đau mà làm không đau được. Đúng không? Ừ. Té nó, người té nó bị trật cái chân này quá. Rồi. Cái chân mà cái chân này không vô, cái chân mà nhờ người ta kéo ra. Ta kéo được rồi, đó không cần, cái đó giờ không quan tâm. Giờ đứng dậy đi. À. Rồi bây giờ đi lại khác rồi đó. Ôi, đây, đây. Tôi thẳng ra cửa. Đi 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 ok, được rồi, giỏi. Bỏ chân ra đây. Tay nha. 1, 2, 3. Được, một cái đó. 1, 2, 3. Rồi. Bây giờ có cái mặt vô đây. Rồi, nằm xuống. Có mặt xuống. Chạy nó lên. Mà nãy giờ có nâng tay rồi hết hả? Rồi xích lên đây. Ở đây là có gọi là kêu bằng tam ban triều điện. Nhóm nhóm nhóm. Ấy chưa? Cái thứ nhất là bỏ lên cây rung cho rớt xuống. Thứ hai là treo cổ trên rớt đi để lên. Rồi giỏi lắm. Bây giờ bao nhiêu tuổi? 82 tuổi.
Làm đơn thì tham gia. Nhưng mà lỡ có gì rồi sao? Coi như xong rồi. Đừng có gần. Cô má ơi. Sao rồi thế sao? Rồi như thẳng tay. Thẳng tay phải không? Rồi nằm quay lên. Nằm quay quay người đó. Xích lại sát lên đó. Đó, ok. Co cái chiếc người này đó. Rồi. Rồi, hồi té là té đúng ngay đây đúng không? Lưng cánh sao đi phải không? Để thế nào phải không? Ngay chỗ này đúng không? Tôi dựng ngay chỗ này nha. Im đi, im đi, im đi. Im! Quay đây, quay đây. Quay đây, quay qua đây. Rồi, làm thắng này. Thì ok này. Rồi. Dịch là hai bên luôn. Dịch qua bên. Ủa rồi, làm bánh gì vậy? Làm bánh gì vậy? Rồi, nằm ngửa này. Đi về vậy. Chạy không à. Bây giờ cái lưng thẳng bông rồi. Bởi vậy cho nên bị rồi đâu có được đi chơi đâu. Ừ. Ở nhà không. Thì mới hả? Bán khẽ bán kẹt đó thầy. Bán kẹt 32 triệu. Quá wow, sao? Trước thì mua 42 triệu. Giờ bán 32. Lại đi hết được rồi, cái hai cái tay nó sưng rồi không chạy được. Sưng rồi do tốt. Thôi đứng dậy đi. Đó, rồi, đi mạnh lên. Thẳng lên rồi. Đó lên rồi. Đó. Ôi trời ơi. Chạy nữa đi chơi nè. Chạy nữa. Giờ trả cho mọi người sợ. Chạy nữa. Bây giờ trả cho mọi người sợ. Giờ chú cao lên mà. Giờ chú cao lên mà. Đây giờ có rồi nè. Thôi thôi được rồi. Bây giờ đi chơi được rồi không? Rồi, được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng. Giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.